Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Ngành Điện Việt Nam. Chẳng có gì quá đáng khi mà mình nói đây chính là chiếc điện thoại rẻ mà đầy đủ tính năng nhất của Samsung, Samsung Galaxy Note 8. Vậy thì nó có những gì và cũng như là mức giá của nó là bao nhiêu mà mình nói là rẻ và đầy đủ thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút nhá. Note 8 bây giờ cho những phiên bản sách tay Hàn Quốc thì nó sẽ rơi khoảng tầm là 7 triệu hay là hơn 7 triệu một tí. Chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên đấy là các bạn có một cấu hình đủ dùng với con chip là Exynos 8895, 6GB RAM và chúng ta có 64GB bộ nhớ trong. Với cái bộ nhớ RAM bây giờ khoảng tầm là 6GB thì nó không gọi là quá nhiều, nhưng nó cũng không phải là quá ít mà nó đủ để cho các bạn dùng. Cùng với đó với con chip Exynos 8895, đây là một con chip đã có tuổi thọ là 2 năm nhưng nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho các bạn những nhu cầu cơ bản, ví dụ như điện thoại này, các bạn hay là tin nhắn này, hay là chúng ta có thể mở ứng dụng, bất kỳ một ứng dụng gì nó đều có thể mở cho các bạn cực kỳ là nhanh và không gặp cái hiện tượng giật lag trong quá trình sử dụng. Chủ yếu nó sẽ gặp đôi chút khó khăn khi mà các bạn chơi với những tựa game quá nặng, ví dụ như là game PUBG Mobile thì hiện tại nó sẽ không mở được cho bạn về setting HDR, cũng như là nó sẽ không mở được cái frame rate lên là cực cao hoặc là cực độ. Thì đấy là những hạn chế khi mà cái chiếc máy này chơi game mà thôi. Còn lại nếu các bạn chơi những tựa game nhẹ nhàng, ví dụ như kiểu là Liên Quân Mobile, hay là các bạn có chơi những tựa game kiểu Asphalt 9 thì chiếc máy này vẫn có thể đáp ứng cực kỳ là ngon lành, không gặp bất kỳ khó khăn. Và đi cùng một cái cấu hình đủ dùng như vậy thì cũng không thể nào mà không kể tới đó là cây bút S Pen. Một số bạn thì sẽ bảo rằng là cây bút S Pen thì tôi có thể mua Note FE hoặc là mua Note 5 thì cũng có rồi, cũng có đầy đủ tất cả những tính năng đang có trên Samsung Galaxy Note 8. Đúng là những chiếc máy đó cũng sẽ có bút S Pen và có những tính năng như Samsung Galaxy Note 8, nhưng phải thêm một yếu tố nữa, đấy là nó không thể nào mà mạnh mẽ như Samsung Galaxy Note 8 và nó cũng sẽ không có 6GB RAM như Samsung Galaxy Note 8. Thế nên về cái yếu tố đủ dùng và cũng như mức giá rẻ thì Samsung Galaxy Note 8 vẫn sẽ là chiếc máy duy nhất mà các bạn có thể tìm kiếm trong cái mức giá này. Tất nhiên với có cái bút S Pen thì các bạn sẽ có những tính năng kiểu Smart Select này, hay là tin nhắn động để cho các bạn có thể là gửi đến bạn bè những ký tự yêu thương. Tiếp theo nữa thì với Samsung Galaxy Note 8 các bạn cũng sẽ được trải nghiệm với hai camera và chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng của chủ giáo phông. Và với cụm camera kép trên Samsung Galaxy Note 8 thì có lẽ các bạn cũng đã biết rồi, cả hai cảm biến đều có chống rung quang học để giúp cho bạn chụp ra những bức ảnh đẹp hơn, không bị nhòe nhòe trong cái điều kiện chụp thiếu sáng, hoặc là khi các bạn có zoom tele 2x lên bức ảnh cũng sẽ có độ ổn định cao hơn. Chúng ta có lấy nét động và với tính năng lấy nét động của chiếc máy này thì các bạn cũng có thể là chỉnh được độ cảnh cực kỳ là xịn sò ở đây. Chỉ tiếc một điểm đấy là Samsung Galaxy Note 8 nó sẽ không được tích hợp lên tính năng Art Bokeh để cho các bạn có thể là thay đổi những cái chấm 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 đằng sau khi mà chụp ảnh. Thế thôi. Nhiều bạn thì sẽ bảo rằng là ơi, tầm giá này mua A50 thì cũng có camera kép chụp ảnh giao phông, hiệu năng cũng ổn, vậy là nó tương đương Note 8 rồi. Nhưng không, Note 8 cũng lại có một cái hơn nữa, đấy là nó có khả năng kháng nước carbon bẩn IP68. Thêm nữa thì cái chiếc máy này chúng ta cũng sẽ có ở đây, đấy là cảm biến mống mắt để cho các bạn có thể tăng cường về độ bảo mật. Về vân tay hay là mở khuôn mặt thì nó cũng bảo mật rồi, nhưng mà mở khuôn mặt thì ở cái phần mềm này trước đây mình cũng đã thử thì mình vẫn có thể sử dụng một cái tấm ảnh selfie để có thể mở ra được. Tốt nhất là vẫn là quét mống mắt, bởi vì là quét mống mắt thì các bạn sẽ phải có một cái camera 3D, sau đó làm thế này làm thế kia thì mới có thể là giả được mẫu mống mắt của bạn. Và nói chung rằng là giả mống mắt thì là một trong những điều khá là khó mà chỉ có BKV mới làm được thôi. Thế nên rằng là khi mà chúng ta có thêm một cái chế độ bảo mật về mống mắt thì nó vẫn sẽ là an toàn hơn cho chiếc điện thoại. Chưa kể nữa thì Samsung Galaxy Note 8 cũng sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm về màn hình cực kỳ tuyệt vời với độ phân giải 2K. Chúng ta sẽ có kích thước lớn lên tới là 6,3 inch cùng tấm nền, đấy là Super AMOLED xịn sò. Nó sẽ mang lại cho các bạn những màu sắc cực kỳ nịnh mắt, giải thương phản rộng và cũng như chúng ta có màu đen sâu, độ sáng cao thì tốt khi ra ngoài trời. Và nói chung với màn hình của Samsung Galaxy Note 8 thì mình có thể nói là không có bất kỳ điểm gì để chê, ngay cả về phần thiết kế những cái đường bò cổng của nó quá là ngon. Nhưng sẽ có một nhược điểm, đấy là nếu như các bạn sử dụng trong thời gian dài cực kỳ là dài thì cái hiện tượng bóng mờ xuất hiện trên màn hình mà chúng ta hay gọi là ám màn thì đúng hơn, là không thể tránh khỏi. Mình có hai người, đấy là một người anh của mình xài Samsung Galaxy Note 8 phiên bản chính hãng từ thị trường Việt Nam. Sau hơn một năm thì anh ấy chơi Liên Quân Mobile đã để lại những kiểu tốc biến hay là gì đó hiện in rõ trên màn hình. Còn thằng em mình chơi PUBG Mobile thì cũng đã bị chia ra làm ba mảng màn hình với ba cái độ đậm nhạt khác nhau. Thì đấy là những lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái màn hình của Samsung Galaxy Note 8. Thế thôi. Nói chung là với phân khúc giá khoảng tầm hơn 7 triệu thì Samsung Galaxy Note 8 là một trong những chiếc máy mà mình thấy có mức giá phù hợp và cũng như là nó có đầy đủ tất cả những tính năng về S Pen, về bảo mật mống mắt, về màn hình, cũng như là nó có cấu hình vừa đủ dùng để cho các bạn có thể sử dụng. Và các bạn thấy sao về Samsung Galaxy Note 8 ở phân khúc giá này? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và thưa các bạn thì nó có phải là chiếc máy tiền ít mà hit máy thơm hay không? Cũng để lại ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Điện Việt Nam. Xin chào và gặp lại trong những video lần sau.